Trời ơi trời, giờ này mà nhậu sớm vậy cha? Giờ này về sớm nữa không? Trễ rồi, nhậu sớm nghỉ sớm chứ. Rót rượu đi, sáng giờ thèm rượu nè. Cả nguyên chai rượu gì mà có dĩ mồi chút xíu rồi sao ấy. Nè còn nữa nè. Cá này ngon nè. Vô bạn, vô. Đang nhậu ai gọi gì trời? Vợ gọi. Anh nghe em. Đang nhậu mà cứ gọi miết rồi gọi hoài à. Con khóc thì ru cho nó ngủ đi. Mệt mỏi bực bội quá. Tôi mệt lực thiệt các bạn già. Lúc nào cũng gọi hết á. Bực bội à, vô. Say rồi bạn già, rượu cũng đã hết rồi. Giờ này tự nhiên thấy nhớ vợ nhớ con bạn già. Xin kính chào tất cả mọi người. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thị Thanh Hòa, hiện đang là giáo viên của trường tiểu học Phan Rí Cửa 2, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Hàng ngày mình hay đi làm qua lại nơi đây, đường thì vắng, nhưng người chạy xe thì lại rất là nhanh. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người, mình mới vừa nói đây mà tai nạn đã xảy ra rồi kìa. Ai ông chạy xe cái gì? Nội chạy cái gì em nội? Kêu gì? Đau quá trời ơi là trời. Tôi say rồi trời ơi. Bình tĩnh. Sao vậy? Say mà chạy vậy á? Có được không? Thằng bé này thường ngày nó không có nhậu. Nhưng mà tôi tức mà. Đúng rồi, thì nó là sai. Đúng không? Người ta đã nghiêm cấm không được uống rượu bia khi đã tham gia giao thông. Trước mắt là hiện phải sao? Trước mắt là đỡ đèn. Chị nghĩ sao vậy? Ăn nhậu mà chạy gì á? Tao biết tôi cũng sai mà, chị biết không? Rồi, nãy giờ mà không có chị á, tôi đập chết mẹ nó luôn á. Thôi chị em, rồi thông cảm anh nha. Thì nói gì cũng được, rồi ok. Đi mày, bắt xe. Không nổi, chạy xe ấu nha mày. Chơi bạn bè rồi nó có tay
xưa chiếc đỉnh này dì Hai nè, ở ngoài khu 15 hecta. Dì Hai coi đã chở nó về nha. Chứ bây giờ để em nó đi xe mình thì không có yên tâm. Đấy, tất cả mọi người có thấy không? Chúng ta tham gia giao thông khi có nồng độ cồn trong người thì hết sức là nguy hiểm. Nguy hiểm cho bản thân chúng ta, cho mọi người và cho toàn xã hội. Chính vì thế, qua câu chuyện này, tôi muốn truyền đạt đến cho tất cả các bạn một thông điệp. Bạn an toàn, gia đình yên tâm. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tốt thông điệp này đi nào. Các bạn có đồng ý với tôi không?